Ai yo, xin chào anh trả lời kênh của mình. Thì mình sẽ chơi tiếp tựa game Onslaught Tower Defense nha. À, thật ra là hôm nay mình sẽ đọc một cái tin vắn cho anh em. Tin vắn tức là một cái tin nhanh thôi đó anh em, cho anh em biết được là cái game của chúng ta nó sẽ có những cái gì mới này mà. Thì sáng nay thôi là cái nhà phát hành của chúng ta đã leak một cái thông tin cho cái tựa game của mình. Thì mình rất là vui anh em. Vui là hai điều anh em. Thứ nhất á, là game của chúng ta trở lại. Do nếu anh em không biết á, là 2 tháng nay thì 1 tháng người ta mới cập nhật lần. Trong khi đó khoảng 4 tháng trước thì người ta sẽ cập nhật cái game của mình là 2 lần 1 tháng, từ giữa tháng 1 lần và cuối tháng 1 lần. Bây giờ thì người ta đã bắt đầu trở lại anh em, nên là có một cái leak mới thì tôi nghĩ là giữa tháng này chúng ta sẽ có bản cập nhật mới. Thì ok, tôi sẽ cho anh em biết được cái unit đó là cái unit nào sẽ được lên mà gọi là 6 sao anh em ạ. Rồi thì tiếp theo là tôi sẽ đọc cho anh em biết được là những cái mà cập nhật mới anh em. Thì cái này chắc là tôi phải làm sớm hơn nhưng mà bây giờ tôi mới làm anh em, nên là tôi cũng gập vô video luôn cho nó dài dài xíu. Thì anh em nào mà gọi là chưa có mà anh em nào mà hơi ao meta xíu bỏ game mà mới trở lại thì có video này anh em sẽ có được rất là nhiều thông tin đó. Rồi không nói nhiều nữa, chúng ta vào video thôi. Bạn cần mua Robux giá rẻ, nhanh chóng, uy tín, hãy đến ngay shop roblox.vn. Ngoài ra shop còn có các dịch vụ như vòng quay may mắn với giá trị giải thưởng lên đến 8k Robux. Bạn chơi game gà và bị họ anh em bạn bè mớm hanh, hãy đến ngay dịch vụ kèo thôi tại shop roblox.vn. Shop roblox.vn sẽ có người hỗ trợ túc trực 24/24 để hỗ trợ bạn khi gặp vấn đề. Vào ngay để ủng hộ cho mình nha. Rồi anh em ơi, thì mình đã quyết định là lựa một cái ải ở đây mình đi nha anh em. Thì cái ải mà liên quan tới cái unit mà gần update này á là cái ải này nè anh em. Ải mà Snowy Town là cái thị trấn tuyết này mà. Thì cái liên quan tới cái này thì chắc em cũng biết rồi, chúng ta sẽ gọi là có một cái unit nào đó trong mà đội hình mà Thanh Gươm Diệt Quỷ nó sẽ được lên anh em. Và cái unit đó chính là cái con Rengoku nha anh em. Đây thì mình sẽ bật cái Discord của mình lên cho anh em xem. Thì nếu mà anh em không biết á thì mình sẽ kể lại nha, là mình đã bị cái Discord OnStar nó mút rồi nha anh em, nên là mình phải gọi là nhờ mấy anh em mình chỉnh một cái update này nè. Rồi nó sẽ có cho mình là những cái thông tin update mới này mà. Và đây là cái hình ảnh mà máy chủ chúng ta đã leak cho chúng ta nha. Thì nhìn này anh em, chắc là nếu mà cái ảnh thì cái quality, cái độ mà phân giải của nó thì hơi thấp xíu, nhưng mà anh em mình vẫn thấy rõ là phim chủ đang gọi là tự thiêu bản thân mình để gọi là ra cái đòn cuối cùng đó này mà. Thì ok, thì chắc chắc ăn là phim chủ sẽ bị lủng lỗ đó này mà. Thì những con người mà lủng lỗ là những con người nó sẽ mạnh hơn em mà. Điển hình là râu trắng, sau khi mà ông ta lủng lỗ thì ông ta đã lên được 6 sao anh em. Thì chắc là viêm chủ sẽ lủng 2-3 lỗ sẽ trở thành cái unit mạnh nhất 6 sao đó anh em ạ. Thì anh em đã để thấy được rằng là những cái unit đó mà nó được gọi là những cái unit mà được update lần này á, thì những cái unit đó toàn là những cái unit mà kinh hoàng thôi anh em ạ. Thì đương nhiên rồi, viêm chủ một cái unit mà vốn 5 sao của nó đã rất là mạnh mẽ so với những cái unit 5 sao cùng thời đại rồi, thì đương nhiên khi mà lên 6 sao cái lượng đam nó sẽ kinh hoàng hơn anh em. Kinh hoàng hơn như thế nào hả? Mình nghĩ kinh hoàng hơn của viên viêm chủ là nó chỉ cần nó có AOE thôi là kinh hoàng anh em, tại vì cái khả năng đốt của nó với cái lượng đam của nó hiện tại là rất là ghê rồi. Lên 6 sao thì chắc ăn là cái lượng đam của nó sẽ được tiến hóa hơn, nhưng mà mình mong á là nếu mà có phát triển á thì phát triển cho nó một cái gọi là cái lượng mà AOE anh em, thì nó sẽ ổn áp hơn, không có thì giảm tốc đánh rồi anh em, không AOE thì giảm tốc đánh cho nó cũng hay ho anh em ạ. Chứ đừng có như con Zotaro này. Zotaro này thì up lên á thì ổng được thêm cái lượng đam rất là ghê luôn, nhưng mà không có cái AOE anh em thì mình hơi bị khó chịu những cái quân không có AOE anh em, tại mình phải chỉnh cái này mà. Nhưng mà Zotaro này lượng đam nó đủ one shot mấy quái nên là mình cũng chấp nhận được anh em mà. Rồi thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau farm cái nguyên liệu của ái này thôi anh em. Đồng thời thì nếu mà anh em không biết á thì hồi nãy mình cũng đã có cho anh em coi rồi, là có mấy cái code này nè anh em. Sa ha ha nè, những cái code này là những cái code mà có thể sử dụng được nha anh em. Đó thì lúc trước thì mình không có mà làm cái gọi là video mà nói về cái bản update này có gì, thì chắc là mình cũng gọi là gom gọn ở đây luôn, tại vì lần tại tôi thấy là anh em dạo gần đây thì chắc là cái mà thông tin update thì chắc anh em cũng hơi rành rồi anh em ạ. Nên là thôi, mình cứ gọi là chém từ từ cho anh em thôi, cho cái video nó dài dài xíu, câu câu quảng cáo gì không có tiền mình đăng quảng cáo rồi, ăn cám mất anh em ạ. Rồi thì chúng ta sẽ có update là có Milodas nè anh em. Thì tôi mới được xác nhận cái thông tin đó anh em, là con Milodas đó, của chúng ta nó sẽ có cái khả năng đó là nó kháng choáng anh em. Kháng choáng là những cái con mà bom á anh em, nó đi mà con Milodas giết á mà nó nổ gần Milodas thì Milodas sẽ không bị choáng anh em. Maka 5 sao, con này thì anh em hỏi mình tại sao không có trong cái video mà những cái unit mới thì cái lượng đam nó không có hơn mấy cái con kia nên là không có đem theo nha anh em. Đồng thời mình cũng cho anh em biết luôn là xuất huyết nó sẽ chảy là 5 lần nha, chứ không phải là 3 lần nha anh em. Zotaro 6 sao, con này thì có cái khả năng đóng băng thời gian rất là nhanh, cùng với cái range rất là rộng, mình khuyên là anh em nên sở hữu. Dead the Kid, con này thì trong là Maka, cái bộ cùng với cái bộ Maka này anh em. Con này thì mình không biết sao nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không có bá lắm, anh em nào mà thích thì có thể tìm cách sở hữu, còn mình thì mình không thích nên mình cũng không có cố gắng sở hữu nó làm gì. Giờ thì mình sẽ đặt con này ra để thủ tiếp anh em, mình không có muốn mà bị lủng cái này mà. Mình đang nói ra bên kia mà chắc anh em không thấy đâu, tại mình đang thủ Escanor 45. Hai con này thì nó rất là bá nha anh em nào mà chưa sở hữu thì cố gắng sở hữu nha anh em, mình khuyên thật á, hai con nó rất là bá đó anh em ạ.
Còn Robin này, con này thì chắc là để em sẵn để cho mà con Robin là 5 sao anh em, tại con Robin này thì mình thấy là cái hoạt ảnh của nó cũng hoàn thiện đó, nhưng mà nó vẫn có chưa phải là cái con Robin mà mình muốn em. Con này nó chỉ dạng là mới qua cái mà New World thôi, nó mới qua time skip thôi, nó vẫn còn qua Wado anh em. Nếu mà qua Wado thì chắc là nó sẽ bá hơn rất nhiều. Tiếp theo là chúng ta có Colossal Titan, tức là Titan là đại hình đó anh em. Đó, con này thì bá, mà hình như anh em đánh giá con này nó bị sai cái sức mạnh anh em nè. Mình thấy đó là có con Titan đại hình đó, cái tốc đánh nó hơi tù xíu, nhưng mà anh em hãy nhớ là nếu mà đạt được 8 con thì cái độ tù đó nó chắc là nó cũng sẽ giảm bớt được phần nào đó anh em ạ. Nên là đừng có đánh giá nó như vậy anh em, tôi thấy là hơi sai đó anh em. Up lên max cấp thì tôi nghĩ là nó sẽ giúp anh em hack dam rất là nhiều luôn á. Rồi tiếp theo là chân 545 anh em. Con 4 á thì tôi thấy là nó hơi thoái quá một xíu, tại vì lúc đầu nó có AOE toàn phần mà đang việc cấp cuối á thì nó thành AOE bán người anh em. Mặc dù cái tăng nó, cái rank nó tăng á, nhưng mà cái điều đó nó cũng không có hay ho lắm. Mình cũng không thích con chân 4 lắm, nhưng mà con chân 5 thì khác, mình rất là thích con chân 5, nó bá. Đại khái là vậy thôi. Rồi tiếp theo là một vài cái thông tin cập nhật khác để cho mà nó cái game của chúng ta trở nên tốt anh em. Thì những cái cập nhật mà tướng á, thì nó cũng được anh em ạ. Nhưng mà mấy cái cập nhật mà order này là mình rất là thích anh em ạ, tại vì nó sẽ giúp cho cái game mình nó gọi là nó phát triển hơn. Nhất hạn là ở cái lần trước update trước thì chúng ta có được thêm một cái mà đường đi anh em. Còn lần này chúng ta sẽ có được skip anh em. Chúng ta chỉ cần click thật là nhanh giống tôi thôi là chúng ta sẽ có được là những cái unit nó hiện những unit nha, nó sẽ giúp nhanh hơn. Lúc trước tôi bị ngu này mà tôi click rất là khổ này mà. Nhưng mà bây giờ thì sau khi mà chúng ta có được cái này thì chúng ta sẽ x60 nhanh hơn anh em, giống tôi nè, tôi x60 nhanh hơn rất là nhiều. Thường thì mỗi lần quay video anh em thì lúc nào tôi cũng phải x60 mới ra được con tướng để tôi review hết. Nhưng mà sau khi có được cái đó thì tôi vẫn x60 và nhưng mà được nhắc là nhanh hơn này mà. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có chế độ normal với HMA mod. Nó ở trong cái phần mà đi story anh em, gọi là đi story này, phải đi infinity. Thì HMA thì cái lượng tiền cái chúng ta sẽ nhận được thêm là gấp 3 lần cái unit mà này, gấp 3 lần cái unit mà thưởng và gấp 3 lần ẹp. Nhưng mà con quái nó sẽ mạnh hơn và nó nhanh hơn. Đó, anh em phải nhớ là x3 ẹp thôi nha, không có x3 vàng anh em, nên là cái amu mà cày vàng của anh em thì tôi nghĩ là không được đâu. Thì lúc đó lúc trước tôi cũng nghĩ là chúng ta có thể cày vàng anh em mà. Tôi spam tôi đi Vize mà hãy sáu anh em, tôi extra đi được nhiều nguyên liệu đấy mà không có vàng nhiều anh em ạ. Thì nếu mà ít ba vàng nữa thì tốt hơn, nhưng mà nếu mà vậy thì hơi nát game xíu, tôi biết điều đó nên là nhà phát hành cũng biết điều đó nên họ quyết định là không có ít lên nha anh em. Đồng thời thì chúng ta sẽ có một vài cái thông tin như là cái virtual này tôi không biết đọc làm sao nữa, mà nói chung là tôi không biết cái này đi anh em. Đó, tiếp theo sẽ có map mới cho chúng ta nè. Đó, map show Esther là cái map của con Maka với thằng này nè, Death the Kid nè. Tiếp theo là Broly 5 sao, max update thì nó cộng thêm đam. Trời, cái này tôi biết mà anh em. Có update mới là tôi biết hết trơn cái này mà. Anh em cứ comment hoài thì tôi cảm ơn anh em nhé. Nhưng mà tôi cũng nói anh em là tôi cũng rành mấy cái tiếng Anh lắm, nên là tôi biết anh em. Mặc dù là giờ tôi không biết cái này thật, nhưng mà tôi cũng rành tiếng Anh em, tôi cũng biết mấy cái từ đơn giản gì. Anh em không cần phải comment cho biết đâu. Tiếp theo sẽ là một thông tin khá là buồn cho mình anh em ạ. Tại vì đối với mình thì Hawk và Zinbi là một cái kỷ niệm rất là đẹp anh em ạ. Nhưng mà bây giờ người ta đã làm hai con đó nó đã biến mất khỏi cái game rồi, nên là mình rất là buồn anh em ạ. Rồi, vậy là chúng ta đã gọi như là thông tin của chúng ta đã full nha anh em. Còn đây là những cái code nha anh em. Thì nếu mà những cái code này còn hiện hành á thì tôi sẽ để lại cái phần comment cho anh em nha. Anh em nào coi tới phần này thì kéo xuống comment thì sẽ thấy được những cái code mà tôi đã gửi cho anh em. Đó, thì cái code này tôi nghĩ anh em cũng tìm cách nào kiếm cho hết thôi. Thì có nhiều anh em nói tôi á là tại sao mà chơi game mà nghe game cỡ này ít có ra cái code được chất lượng quá anh em. Tôi thật á, anh em mà chơi game mà nhờ code á không có lên được tới đâu đâu, thời luôn. Chơi game thì chúng ta phải tự được cánh sinh, chứ code chỉ là một cái phần hỗ trợ những cái newbie thôi. Mà anh em mà chơi lâu mà anh em vẫn còn nhờ code là mình đánh giá là hơi tệ nghe anh em ạ. Cố gắng mình sử dụng cái bản thân mình để gọi là vượt qua nhé. Thì bây nãy giờ tôi đã gọi là đạt được mấy con Zotaro này anh em. Con Zotaro này thì tôi đánh giá là cái lượng đam nó rất là tuyệt vời nghe anh em. Cộng thêm một cái việc nữa là cái giá tiền nó rẻ này mà. Lúc trước tôi không làm review bởi vì tôi một cách thần kỳ đó, 7 con Zotaro của tôi nó được hợp thể với con 7 con Zotaro của tôi nó được hợp thể với một cái con nào đó 5 sao của tôi đó. Xong rồi bây giờ tôi phải kiếm lại hai con anh em. Và thật là may mắn là ở cái lần mà ra Zotaro thì tôi ít 2007 xem nó ra được 4 con anh em, nên là cũng ok la phết. Rồi thì bây giờ tôi sẽ cố gắng thủ nốt cái ải này để chúng ta gọi là nhận thưởng anh em. Tôi không lựa HGMA vì cái khả năng thủ của tôi nó cũng không có phải là hay lắm, nên là tôi cũng hơi rén này mà. Bởi vì cái ải HGMA tôi thấy là tôi đi tới cái chương 4 tôi bật cái HGMA lên đi còn được, chứ mà qua chương 5 bắt đầu hơi khó thở anh em. Huống hồ cái ải mà khó như thế này thì bật cái đó lên thì đúng là hơi xạo được anh em, mà khó lòng qua thật. Tôi nghĩ là nếu mà anh em mà có một người bạn đi hỗ trợ thì đi mấy cái này kiếm nhiên liệu sẽ rất là nhanh luôn. Còn tôi thì là một người chơi hệ mà solo nên là tôi cũng gọi là không có anh em. Thì cùng mong là cái con Renoku chúng ta sau khi mà được gọi là
là lột xác anh em, qua được cái phiên bản mà 6 sao của anh ta, thì tôi mong á là một là hãy giảm tốc đánh cho anh ta, hai là hãy cho anh ta AoE tàn phần anh em, thì cái điều đó nó sẽ gọi là giúp cho cái con của chúng ta nó trở nên gọi là ok la hơn. Còn nếu mà không có thì nó sẽ nó hơi tù xíu này mà tôi sẽ hơi buồn đó anh em. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ up max Rengoku lên để coi, để ngắm nhìn chỉ số của anh ta nha anh em. Thì đương nhiên rồi, nếu mà tôi đã biết được cái thông tin là cái unit đó nó sẽ lên được cái cấp 6 sao thì tôi sẽ đóng cái con đó lên cấp 80 luôn anh em. Để khi mà ra review á là anh em sẽ có ngay một cái unit mà xịn sò bò để chơi luôn. Mặc dù là tôi biết là nếu mà đóng lên cấp 80 á thì anh em coi nó sẽ hơi buồn xíu, tại anh em không có biết được cái cấp 1 của nó là bao nhiêu. Nhưng mà tôi nghĩ là điều đó chắc cũng anh em cũng chả cần đâu, anh em thích những cái thứ mà lắm đam mà, nên là không sao đó ha. Nên là tôi sẽ cố gắng úp vội con nó lên cấp 80 luôn. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu đầu tư tiền úp con nó lên cấp 80 luôn. Ý dạ, mấy con quái nó lủng kìa anh em. Không sao đâu. Con này chắc lủng nó cũng ôi nó còn 4.000 máu hả? Hơi ghê đó anh em, đừng giỡn nha, 4.000 máu hơi căng á. Rồi úp này lên vài cấp thôi, úp khoảng 2 cấp là mình đấm nó như con chó rách đó mà. Rồi 7.500 hả? Rồi kiếm đâu ra 7.500 nha, giết con quái là đủ gì, giết chàng quái là đủ gì, không có anh bán con thôi, bán này đi, mình úp này lên đấy. Con này chắc nó cũng mềm xèo rồi anh em. Ờ nó còn bị con cho Honda đấm thôi mà, quên mất. Rồi bây giờ thì mình sẽ đấu với Michael Jackson nha anh em, tại vì cái con Michael Jackson này là dạng cái mà nó hơi hước trong game này hơn anh em. Chúng ta không thể nào để cái con mà mình để cái tên bản gốc được, nên là cái con này nhìn cũng hơi giống Michael Jackson, nên là cái nhà phát hành game để tên vậy luôn, kể như một cái XTX cho mọi người. Rồi ok, vậy mình đã quyết định kết thúc video tại đây nha anh em, tại vì anh em đã thấy rồi đó, chúng ta đã có được những cái mà thông tin mới cho các bạn update lần này, và anh em cũng đã biết thêm nhiều thông tin đó anh em. Thì ok, ngày mai chúng ta sẽ có một cái video về một cái đội hình nào đó đúng ý anh em. Anh em nào mà có cái ý tưởng về làm cái đội hình nào đó thì anh em hãy để lại comment cho mình để mình cố gắng làm nhé. Hãy cùng cố gắng vượt lên 20k sub để chúng tôi sẽ bắt đầu làm một cái mà series game mới anh em. Mình đã có rất nhiều cái ý tưởng về cái mà dự án cho mà 20k sub, nên là mong là anh em hãy cố gắng giúp mình nhé. Rồi ok, cảm ơn anh em đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu video khác. Giờ thì bye bye.